lần đầu tiên sự kết hợp đặc biệt giữa VTV Digital, Hứa Kim Tuyền, Amy, Grady và Quang Đăng. Khi được VTV ngỏ lời mời, mình sẽ viết một cái ca khúc về mùa bầu cử năm nay, vẫn mang tính truyền thống về phần lời, nhưng mà nhạc thì rất là mới mẻ và vui tai. Cái ca khúc này sẽ là đứng ở góc nhìn thứ nhất. Thì tụi mình đang rất là hào hứng trong cái câu chuyện là hôm nay tụi mình sẽ được đi bầu cử. Sau khi nghe ca khúc này, Amy cảm thấy rất là ấn tượng và Amy chỉ muốn bắt tay vào và thu ca khúc này ngay lập tức. Ta là hạt giống nhỏ nảy mầm trên đất Việt, là người Việt, dòng máu đỏ mang trên vai. Cùng chào đón điều bất ngờ sẽ có trên các nền tảng số của VTV Digital vào lúc 19 giờ ngày 15 tháng 5 năm 2021. Ta cùng đi, ta cùng nhau đi bộ. Ta cùng đi, ta cùng nhau đi bộ.